Hello tất cả mọi người, An đã quay trở lại với mọi người nè. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy mình đó, hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel của mình, thì các bạn hãy nhớ nhấn cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video của mình trong thời gian sắp tới đây, cũng như là tụi mình trở thành bạn bè với nhau để chia sẻ với nhau về tất cả mọi điều trong cuộc sống. Thì mình đọc báo mình biết rằng bắt đầu từ tháng 4 ngày 1 tây đó, ở Việt Nam thì tiến hành cái chiến dịch đó là 14 ngày cách ly toàn quốc để mà hạn chế cái dịch bệnh Covid-19 nó đang lan rộng rãi ra trên Việt Nam. Thì trong 14 ngày này mình xin chúc các bạn đó là hãy giữ sức khỏe thiệt là tốt, các bạn nhớ ăn uống đầy đủ, uống nhiều vitamin C, tập thể dục và hạn chế đi ra ngoài đường. Tại vì ở bên chỗ mình ở là ở Mỹ á, cái con số nhiễm Covid-19 này nó đã lên rất là nhiều rồi. Hiện tại hôm qua lúc mà mình đọc báo thì mình biết rằng cái con số những người nhiễm á, nó đã lên trên 137.000 người, tức là Mỹ hơn Trung Quốc tới 50 mấy ngàn người luôn. Rồi những cái con số mà về những cái người mà người ta bị mất do nhiễm Covid-19 á, thì hiện tại á, là con số người mà mất á, là trên 3.000 người, trong đó là có 1.550 người, hơn 1.550 người là tới từ tiểu bang, tới từ thành phố New York. Thì hình như mình nhớ là cái con số người tử vong ở Mỹ á, bây giờ nó đã cũng vượt qua Trung Quốc luôn rồi. Thì mình đã từng, nếu mà mấy bạn ở Việt Nam, mấy bạn sẽ thắc mắc đó là tại sao Mỹ có 50 hay 51 tiểu bang mà cái nơi mà bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là New York. Là tại vì thứ nhất là New York có rất là nhiều người nhập cư sinh sống ở đây. Ở New York là nó có tới 3 cái Chinatown luôn. Rồi ở những cái tiểu bang khác thì các bạn di chuyển, các bạn chủ yếu là các bạn lái xe, tức là mỗi người tự lái cái xe của mình, thì cái khả năng mà nó lây lan nó sẽ ít hơn một chút xíu. Với lại ở New York, tại vì ở New York á, là cái thành phố rất là đông đúc, rất là đông dân, thì hầu như tất cả mọi người mà di chuyển ở New York á, là người ta đều đi những cái phương tiện công cộng, hay là đặc biệt là những cái toa tàu điện ngầm á. Thì khi mà các bạn di chuyển ở trên những cái phương tiện công cộng cũng như là ở trên tàu điện ngầm á, thì rất là dễ để mà có thể bị lây cái con virus này. Đặc biệt á, là ở New York có rất là nhiều khách du lịch, cộng với lại á, là có rất là nhiều người giống như là người ta đi về đất nước của người ta trong cái dịp Tết vừa rồi, và khi người ta quay trở lại thì nhiều khi người ta cũng không biết là người ta có bệnh nữa. Nhưng mà khi mà người ta quay trở lại Mỹ thì vô tình người ta lây cái căn bệnh đó ra cho những người dân ở New York. Thì bây giờ làm cho cái số người nhiễm ở New York bây giờ nó rất là nhiều. Nhưng mà mình nói ở đây mình cũng đọc báo rất là nhiều, với lại mình cũng không có muốn nói quá nhiều về những cái thông tin tiêu cực, nên là hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin tích cực ở Mỹ, để là các bạn nào ở Mỹ thì các bạn cũng yên tâm hơn một phần. Ý là cái dịch bệnh này ai cũng sợ, ai cũng lo lắng hết, nhưng mà ít nhất có khi mà mình chia sẻ với các bạn những cái thông tin nó positive hơn, nó ấy hơn, thì hy vọng là các bạn sẽ giống như là có thể an tâm hơn một chút xíu, các bạn đỡ sợ hãi hơn. Cái điều thứ nhất đó chính là công ty Airbus của Mỹ á, nếu mà mấy bạn ở Mỹ, mấy bạn biết đó là Airbus là công ty rất là nổi tiếng sản xuất sữa Ensure. Ở Việt Nam mình hay có nhiều người thích uống sữa Ensure, thì Airbus là cái công ty mà nó sản xuất ra cái sữa Ensure đó. Thì ngày hôm qua nó công bố ra là nó đã được FDA approve cho cái kit mà để test cái Covid-19 này, thì sẽ cho ra kết quả rất là nhanh. Tí là hồi trước mình biết là cái thời gian đầu khi mà những cái kit mà test Covid là phải từ 3 tới 5 ngày nó mới cho ra kết quả. Thì trong 3 đến 5 ngày đó, lỡ mà mình bị bệnh đó, thì mình có thể mình vô tình mình lây cho những người khác. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cái kit này nó chỉ ra là trong vòng 5 phút, với là nếu mà cái bạn positive, tức là cái bạn nhiễm Covid thì nó 5 phút là nó cho ra kết quả, và nếu mà cái bạn không bị nhiễm thì 13 phút thì nó sẽ cho ra kết quả. Thì nếu mà có những cái kit này để mà test được trên diện rộng thì cũng có thể hạn chế những cái ca lây nhiễm. Cái bệnh này nó lây nhiễm chủ yếu là tại vì thứ nhất là khi người ta bị bệnh đó, có thể người ta không có những cái triệu chứng gì hết. Thứ hai là khi người ta bị bệnh trong vòng 14 ngày, người ta không biết là người ta bị bệnh, thì rất là dễ để mà người ta đi ra ngoài, người ta lây bệnh cho những người khác, rồi những người này lại đi lây bệnh cho những người khác nữa. Ở Việt Nam mình gọi là lây chéo. Nhưng mà khi mà cái kit này nó được sản xuất ra thì sẽ có
nhiều người hơn trên nước Mỹ, người ta chủ động để người ta đi test cái này, thì người ta biết được cái kết quả, nếu mà người ta bị bệnh người ta có thể tự chủ động cách ly ở nhà để không có lây lan cho cộng đồng. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà cái kit này nó được sản xuất hàng loạt và được nhiều người người ta đi người ta test á, thì có thể làm cái con số người lây bệnh ở Mỹ, cái con số những cái người mà nhiễm bệnh ở Mỹ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Tại vì hiện tại á, có thể là mình cũng không biết là có người ta có bị bệnh hay không, có rất là nhiều người bị bệnh nhưng mà người ta không có những cái triệu chứng nó show ra ngoài thì người ta không biết là người ta bị bệnh. Nên khi mà có cái test mà nó có cái kết quả nhanh như vậy á, thì nhiều người người ta sẽ chủ động đi test lên, thì lúc đó là cái con số những cái người mà nhiễm bệnh ở Mỹ, cái con số này nó còn sẽ tăng lên rất là nhiều nữa. Thì mình nói thế này á, không phải là mình kiểu là nói là cái Covid-19 này không có nguy hiểm, thật ra cái bệnh này nó cũng khá là nguy hiểm. Chính Tổng thống Donald Trump cũng đã lên nói là cái bệnh này nó nguy hiểm hơn cúm mùa rất là nhiều. Nhưng mà nói đi các bạn cũng phải nói lại, tức là những cái bác sĩ ở bên Mỹ và những cái bác sĩ ở trên toàn thế giới người ta cũng đã nói cái bệnh này nó ảnh hưởng nhiều nhất tới lại những người già. Tức là trên 100 người nhiễm bệnh thì có tới 85% số người mà nhiễm bệnh trên số 100 người này người ta có thể tự người ta vượt qua cái căn bệnh này. Tức là cái cơ thể mình nếu mà cơ thể mình khỏe mạnh thì các bạn cái sức đề kháng trong cơ thể của mình có thể chống chọi được với lại cái bệnh này, thì sẽ giúp mình giống như là chống chọi lại với bệnh này. Hầu hết đó, những cái người á mà mất vì cái bệnh này á là những cái người già, những người lớn tuổi hoặc là những người có tiền sử bị bệnh tim hoặc là bị bệnh phổi, thì cái sức đề kháng của người ta yếu á, nên khi mà người ta mắc bệnh này người ta dễ giống như là dễ không có vượt qua được đó. Nên mấy bạn cũng sợ nhưng mà mấy bạn cũng đừng lo lắng quá. Mấy bạn ở nhà thì ráng uống vitamin C nhiều vô, như là mỗi ngày giống mình bây giờ mỗi ngày mình đều pha nước chanh với mật ong mình uống để tăng cái sức đề kháng trong cơ thể mình lên, rồi ăn uống đầy đủ và tập thể dục. Rồi một tin mừng nữa ở Mỹ là ngoài cái kit được sản xuất của công ty Abbott ra, thì FDA là cái mà Food and Health của Mỹ department đó, người ta cũng approve hai cái loại thuốc mà sử dụng với nhau á có thể giúp người ta vượt qua cái Covid này, thì FDA người ta đã approve rồi. Và một số nơi một số bệnh viện cũng như là một số bệnh nhân ở New York người ta đã test bằng cái cách chữa trị hai cái loại thuốc này và cho kết quả rất là khả quan. Thì mình hy vọng là trong thời gian sắp tới cái cách phương thuốc chữa trị này nó có thể được sử dụng trên nhiều người hơn nữa để giúp tất cả mọi người có thể vượt qua cái cơn hoạn nạn này. Rồi cái tiếp theo nữa thì giống như cái mình đã chia sẻ ở những cái video trước là hiện tại là ở Mỹ và đặc biệt là ở New York thiếu rất là nhiều cái sản phẩm bảo hộ dành cho bác sĩ với lại y tá, và đặc biệt ở New York bây giờ người ta còn thiếu rất là nhiều bác sĩ với lại y tá để mà chăm sóc những cái người bệnh nhiễm Covid. Thì khi mà người ta thông báo lên đó là bị thiếu những cái người bác sĩ y tá để mà giúp chữa trị những cái bệnh nhân này á, thì theo như mình đọc báo mình biết được á là có hơn 40.000 bác sĩ và y tá, những cái người này á người ta đã tới tuổi người ta về hưu rồi, người ta có thể giống như là nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già với con cháu. Nhưng mà khi mà người ta biết á là nước Mỹ phải đối diện với lại cái đại dịch này và hiện tại rất là thiếu bác sĩ và thiếu y tá ở bên New York á, thì đã có hơn 40.000 bác sĩ và y tá người ta đồng ý người ta quay trở lại người ta làm việc và để người ta xung phong, không phải là quay trở lại làm việc không mà người ta còn xung phong để mà qua bên New York để mà giúp New York để mà giúp thành phố New York có thể chống chọi lại với lại cái căn bệnh này. Rồi một số những cái công ty lớn giống như là cái bạn biết là Tesla là rất là nổi tiếng với lại sản xuất xe, thì có hơn 10 cái công ty lớn ở Mỹ, mặc dù từ trước tới giờ người ta không có sản xuất những cái thiết bị hoặc là những cái dụng cụ y tế, nhưng mà hiện tại những cái công ty này người ta cũng giống như là muốn giúp một phần sức lực của người ta để giúp nước Mỹ vượt qua cái đại dịch này. Là theo như mình biết là hơn 10 công ty lớn ở Mỹ người ta đã quyết định là bây giờ thay vì sản xuất những cái sản phẩm mà của công ty bình thường hay sản xuất á, thì người ta sẽ chuyển qua người ta sản xuất những cái máy thở để mà giúp Mỹ, để mà giúp những cái bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thêm được cái cơ hội để mà có cái sự sống này. Rồi công ty
P&G á, các bạn ở Việt Nam các bạn cũng biết là P&G là chuyên sản xuất dầu gội, xà bông, vân vân rất là nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ người ta cũng đã quyết định đó là người ta sẽ sản xuất nhiều hơn hand sanitizer, có nghĩa là nước rửa tay khô, để cung cấp cho những cái bệnh viện và cũng như là người dân, để mà mình có thể phòng chống được cái bệnh này. Cộng với lại một cái tin rất là vui nữa là những mình không biết những cái cộng đồng khác như thế nào, nhưng mà mình đọc được có là rất là nhiều cộng đồng Việt Nam ở tất cả những cái tiểu bang đó thì bây giờ cũng đang chung tay giúp nước Mỹ có thể vượt qua cái đại dịch này. Tức là thường đó là mấy bạn làm nail á, mấy bạn có rất là nhiều giống như là khẩu trang hoặc là bao tay, thì bây giờ những cái tiệm nail bị đóng cửa tới 30 tháng 4 á, thì có rất là nhiều chủ tiệm nail hoặc là những cái bạn mà làm nail á, các bạn chủ động các bạn đi donation những cái khẩu trang và những cái bao tay mà mình chưa dùng tới để mà mình quyên góp cho bệnh viện, để mà những cái y bác sĩ á, người ta có đầy đủ dụng cụ phòng vệ để mà người ta chữa trị những cái bệnh nhân mà nhiễm Covid. Cộng với lại á, là mình thấy cái này á, bắt nguồn ra là từ Seattle, tức là có rất là nhiều chị biết may á, có một chị đó là chủ tiệm may, xong rồi chị đã dạy lên cái phong trào tức là may những cái khẩu trang vải để mà giúp đỡ các bệnh viện. Thì bắt đầu từ Seattle, lúc đầu là trong cái tiệm may chỉ có một vài người thôi, nhưng mà cái này á càng ngày càng được lan rộng ra, thì có nhiều người giống như người ta làm nail, người ta biết may, người ta cũng lại may phụ, rồi có những người ở nhà làm nội trợ mà biết may vá cũng lại may phụ để mà giúp nước Mỹ đó. Rất là nhiều những cái thông tin vui như vậy trong cái thời gian đại dịch này, nên nó là các bạn, mình muốn chia sẻ cái video này á, để mà mình muốn nói với các bạn á, là công nhận là cái đại dịch này ai cũng sợ hết, nhưng mà mỗi người mình có thể giúp một tay một chân đó, mà các bạn có thể làm được cái gì đó, thì các bạn có thể làm, ví dụ như các bạn biết may vá, các bạn có thể tự ở nhà mua vải may để mà donation cho bệnh viện, hoặc là nếu mà các bạn ở thời điểm này á, mà mình không, sức lực của mình không làm gì được hơn để mà giúp đỡ mọi người, thì mình nên ở nhà, tại vì stay home để mà giúp. Mình có một thấm nhất một cái câu á là những cái người bác sĩ người ta nói á là we stay at work for you, you stay at home for us. Đó, thì mình ở nhà, mình đừng có nên đi ra ngoài đường nhiều, cũng là một cách để mà mình giúp đỡ cái nơi mà mình sinh sống, để mà giảm thiểu cái số người bị bệnh, và cũng là giảm thiểu khả năng lây bệnh của mình cho người khác, và cũng như của người khác cho bản thân mình. Đó, nếu mà mấy bạn thấy thích á thì hãy cho mình một like và subscribe kênh channel của mình nha. Và các bạn nhớ là khi mà đi ra ngoài thì rửa tay thật là nhiều, mang bao tay khi mà đi chợ, hoặc là nếu mà có khẩu trang thì đeo khẩu trang khi mà đi đến những chỗ đông người. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều.